từ tuyến giao thông động lực ven biển. Tuyến đường bộ ven biển Bến Tre có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. Mới đây, trả lời phỏng vấn báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới là tập trung tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đi qua địa bàn tỉnh Bến Tre. Đây là tuyến đường có vai trò rất quan trọng cho tỉnh trong phát triển kinh tế ven biển theo tinh thần nghị quyết 4 của tỉnh ủy Bến Tre, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển các đô thị và du lịch biển. Theo ông Tam, tuyến đường bộ ven biển kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng được đưa vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2050 sẽ hình thành thêm một trục giao thông bắc làm kết nối Bến Tre với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Và với mạng lưới giao thông phát triển đồng bộ hiện đại sẽ hình thành các trục giao thông kết nối đến khu vực các huyện biển, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương và vận tải. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, tỉnh đặt ra mục tiêu giai đoạn 2021-2025 sẽ đầu tư hoàn thành giai đoạn một tuyến đường ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với Tiền Giang và tỉnh Trà Vinh, và giai đoạn 2026-2030 sẽ hoàn thành đầu tư tuyến đường bộ ven biển này. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã có tờ trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc đề xuất xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang và tỉnh Trà Vinh. Theo đó, tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh Bến Tre có tổng chiều dài khoảng 25,2 km đi qua địa bàn ba huyện ven biển của tỉnh. Dự án này tổng mức đầu tư khoảng hơn 7.905 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ khoản vay hỗ trợ bình dưỡng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu chương trình EBR và ngân sách tỉnh đối ứng. Ngoài ra trên tuyến còn có ba cầu chính gồm cầu Cửa Đại nối Bến Tre với tỉnh Tiền Giang, cầu Cổ Chiên nối tỉnh Bến Tre với Trà Vinh và cầu 308 nối huyện Bình Đại và Ba Tri của tỉnh Bến Tre. Các cầu này được tách thành ba dự án trên được đề xuất bằng nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, hiện tỉnh đang chuẩn bị các hồ sơ thủ tục có liên quan để khởi công một số hạng mục trên tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh. Với Bến Tre, tuyến đường bộ ven biển khi hình thành đóng vai trò rất quan trọng cho tỉnh trong phát triển kinh tế ven biển, phát triển hệ thống cảng và giao thông vận tải đường biển, gắn kết với các cảng biển của vùng, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển các đô thị và du lịch biển. Thời gian tới, Bến Tre sẽ tiếp tục phối hợp với Tiền Giang để triển khai đầu tư tuyến động lực ven biển, nhất là xác định vị trí đấu nối, giải phóng mặt bằng để sớm triển khai đầu tư xây dựng cầu vượt sông Tiền. Với Trà Vinh, tỉnh sẽ phối hợp để xác định vị trí đấu nối tuyến động lực ven biển giữa, đề xuất trung ương ưu tiên bổ sung nguồn vốn để sớm đầu tư đoạn tuyến này. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre nói, dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua ba tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh có tổng chiều dài dự kiến khoảng 53 km. Dự án đi qua các con sông lớn gồm sông Tiền, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên, tạo nên tuyến vành đai kinh tế ven biển quan trọng của tỉnh vùng duyên hải phía đông đồng bằng sông Cửu Long. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 tại quyết định số 1454/QĐ-TTG ngày 1/9/2021. Tuyến đường ven biển này khi hình thành sẽ góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng liên vùng, tăng cường khả năng vận chuyển lưu thông hàng hóa khu vực ven biển, mở ra cơ hội hội nhập về kinh tế trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Cửu Long với cả nước.